Rồi quý vị ơi, bonsai 513, 4 cây sâm núi 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code là chuyển khoản trước nha quý vị. Tôi cầm trên tay cho quý vị coi nè nha, cái bàn tay tôi đây nha. Cây nó nè. Sâm núi này là sâm núi trái không à nha quý vị. Bán này giao lưu với quý vị cho quý vị có giống mà xài nha. Còn 4 cây này mà bán 300 mà bao ship thì tôi cũng có lời được bao nhiêu đâu. Cái này đi mua về bán lại nha quý vị. Đó. Anh nào khéo tay về vô nhôm chỉnh sửa đồ lại chơi nha. Loại này là có trái không luôn á, sâm núi trái á. Rồi. Tàn nó bự lắm nha. Về vô nhôm bệnh là thành cây kiển bên sai liền tức khắc. Cây cây số 4 nè. Rồi cái này cũng còn 5 7 lô rồi nữa là hết hàng luôn. Rồi kết thúc luôn quý vị ơi.